Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn đi hái dừa.
Thôi, hồi nữa có đi gom không không? Hồi nữa có đi gom không? Xong đó hả? Vinh vừa lỡ mặt phải cười lên chứ. Thank you.
Con lên trên đó thì pin lên trên xe rồi. Rồi cậu trả ra. Cậu trả ra.
ơi có biết giờ con đau khổ khôn nguôi, cũng bởi ngày xưa vì con cứ mãi ham chơi mà học mà hành thì chẳng lo, vậy mà con chỉ lo chơi bời lấm canh nợ nần để mẹ phải gánh nợ thay con. Rồi con hút đá tỏ ra bản lĩnh dân châu, tiền hết tình tan vợ con nó cũng bỏ theo trai mà nợ nần nó tùm lum. Con về đây báo cha mẹ ra đau khổ tốt cùng, mẹ lại phải vất vả vì con. Ôi à, ôi à. Mẹ hiền ơi, con đây hối lỗi thật rồi, xưa con chỉ sống cho mình bỏ mặc mẹ cha cày cuộc suốt đêm, mà vậy mà sao con phải qua bên bạn bè coi tiền như giấy tiêu pha mỗi ngày nào biết đâu, vậy mà sao mẹ chẳng bỏ con giang tay mẹ đón con về, vì con phụ mẹ chứ mẹ nào bỏ con. Mẹ ơi có biết giờ con đau khổ khôn nguôi, cũng bởi ngày xưa vì con cứ mãi ham chơi mà học mà hành thì chẳng lo, vậy mà con chỉ lo chơi bời lấm canh nợ nần để mẹ phải gánh nợ thay con. Rồi con hút đá giá bản lĩnh dân châu, tiền hết tình tan vợ con nó cũng bỏ theo trai mà nợ nần nó tùm lum. Con về đây báo cha mẹ ra đau khổ tốt cùng, mẹ lại phải vất vả vì con. Mẹ hiền ơi, con đây hối lỗi thật rồi, xưa con chỉ sống cho mình bỏ mặc mẹ cha cày cuộc suốt đêm, mà vậy mà sao con phải qua bên bạn bè coi tiền như giấy tiêu pha mỗi ngày nào biết đâu, vậy mà sao mẹ chẳng bỏ con giang tay mẹ đón con về, vì con phụ mẹ chứ mẹ nào bỏ con.
Thôi thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây ha. Thì cô chú anh chị có yêu mến kênh mình thì cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cô chú anh chị. Thì động lực để mình làm những video hay hơn nữa để gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Thì xin chào, tạm biệt.